Hôm nay xe bớt không đi được nè, chở con gái đi học mà cái cỡ này nè. Đó, tuyết mù mịt không? Trời mù mịt luôn. Không phải trời trong xanh nữa. Hôm nay là bão tuyết từ tối giờ nè. Tối 30 Tết Việt Nam chuẩn bị đón giao thừa. Bên này thì sáng 30 Tết đó, xe nó mù mịt vậy đó, chạy sao chạy được thế đó. Bây giờ đang đi vô con đường University đây đó, người đón xe bus mà trùm ở vậy đó các bạn, thấy không, trùm mù mịt vậy đó. Đó, cho các bạn biết tại sao mà cái xứ lạnh mà ta chịu lạnh được, tại trời mù mịt trong không có thấy cái xe đằng trước luôn, thấy không. Tuyết cho nó gió bên chiều, nó có gió dữ dằn từ tối giờ. Bây giờ trên cái đường này là con đường vô cổng University rồi. University nó rộng lắm, đi cả ngày cũng hết. Còn trong này xe bớt nó tuyết nó lún quá, rồi đường nó đi chậm không có thấy đường á. Anh từ xe bus đã đến chạy rồi. Thấy rồi chứ, ngoài bây giờ là vô cái này cái đường này rồi chứ không phải highway nữa, chứ highway thì không có thấy đường gì đó, mù mịt luôn. Phải tránh Đó, xe cái vô. này đi vô mấy cái building của University này, này đó, đó University nó ở từng cái building gì đó, từng cái ngành nghề khác nhau gì đó. Cái này Manitoba, University Manitoba. Sinh Việt Nam mình nó qua đây là phải có giỏi giỏi mới được vô cái này, còn không có là học mấy cái trường college thôi. University đó nó nguyên cả một cái khu luôn, rộng lắm, đi nó có bị lạc đó. Con tốt ở đâu? Stop ở đây. Bắt đây thì mẹ tốt với chú con. Chỗ đi bộ ấy, đi ra. Đó, trong này toàn bộ có building của University ấy. Cứ đi theo cái đường. Dịch ra tiếng Việt Nam là trường đại học.
là kỳ như là khó để xe nó có lạc nữa. Thi đấu này, đó cái nhà thi đấu thể dục thể thao á, hockey cái gì á, đó là đó, đó. Thấy không? Theo trên trang trước. Tới giờ quay các bạn coi đứa mấy người đi học này, thấy không, mấy đứa học sinh đi học này, thấy không, nó phải mang cái gì đó các bạn đó. Đó các bạn thấy không, đó nó phải mang gì đó, đó bít miệng bít mồm gì đó, toàn bộ gì đó, thấy không, đó học sinh đi học á, hổ gì đó, thấy không, đó Manitoba đó, thấy không các bạn, đường đại học Manitoba đó, đó đây, cái cổng vô đó, từ nãy giờ đó, cái cổng vô bây giờ mình ra đó, thấy không, chờ con đi vô đó mà kiểu như là cả 10 phút mấy, gần 15 phút mới ra, mới vô được cái lớp học của nó đó, thấy không, nó bây giờ trên đường, bây giờ chạy về lại nè. Thì em bấm chắc lên của em chứ đố không chạy chắc lên một tí đó, thấy không, mù mịt luôn, không biết đường nào chạy nữa. Đó mà xe này cái giờ nó tắc quá chừng là tại vì nó không thấy đường, nó mù mịt quá, giờ là kỳ giờ là dạ, bây rồi. Giờ là nó vô xếp hàng để vô university đó các bạn, thấy bên kia kẹt xe không, đó là cái gì. Bây giờ đi cái lane của mình về thì kỳ như không ít có xe, và đi cái lane kia là kỳ như có xe quá chừng, thấy không, chờ á là bây giờ là đến giờ học rồi là toàn bộ là người ta phải đi vô trường á, rồi giờ kẹt xe bớt thì cha mẹ phải đưa con đi nữa đó. Đường cái gì đó nó lạnh nhưng mà đừng có tuyết thì được, trời trong xanh thì tha hồ chạy, mà kỳ như là nó lạnh mà nó có gió rồi nó có bão tuyết chứ, nó là rất là khó chạy. Tại vì không có thấy đường, đó nó mù mịt như vậy, đâu có, nếu mà chạy tốc độ nhanh đâu có thấy cái chèn trước đâu, mà đâu có thấy cái len nào mà chạy đâu, thấy không các bạn, thấy không, rất là nguy hiểm. Tại vì từ nãy giờ là chạy là vô university, từ nhà mình đi tới university là khoảng tới trường đại học là khoảng là 25 phút, mà giờ chạy cả 45 phút rồi, bây giờ mới đưa con vô được, thấy không? Đó. Nhưng mà ở bên này dù bão tuyết hay là lạnh âm có 40-50 độ chứ mà riết rồi nó vẫn, người ta vẫn đi làm, người ta vẫn đi học bình thường, không có ngưng hoạt động cái gì đó. Chứ không phải giống như bên Mỹ là mới được có 20 mấy độ cái là bắt đầu là ngưng cho đóng cửa trường rồi, hay là kỳ như ngưng không cho đi làm việc đó. Nhưng mà bên Canada này, cái xứ này nó, cái xứ của mình là đứng thứ có 5 tiểu bang lạnh nhất, là tiểu bang của mình nằm vô hạng thứ 3 của Canada top lạnh đó. Nhưng mà cuối cùng là người ta cứ chịu được đó, mọi hoạt động là người ta vẫn chịu được, thấy không? Các bạn thấy chúng em đi học nó phải mang bao rồi bịt miệng rồi kỹ như là áo mấy lớp là nó đi ngon ơ à. Nó chạy bớt thì nó đi bộ đi ngon ơ à. Cho nên ở đâu á thì quen ở đó, ở giống như trời mới qua đây ấy, mùa hè bên này mà cuối cùng nhà mình thì quá lạnh nhưng mà mặc mấy lớp áo đó, nhưng mà ở riết thì dần bắt đầu tự nhiên mình quen cái không khí lạnh ấy. Mình không thấy lạnh nữa. Còn đi vô xe thì mình cũng mở sửa, mình cũng mở cái sưởi lên, nó ấm rồi, nó 20 mấy độ trong xe rồi. Đó các bạn thấy không? Mù mịt luôn, không thấy đường, thấy không các bạn? Đáng lẽ xung quanh là nó đẹp lắm mà riết lại kìa, không có thấy đường nữa mà chạy. Thôi.
không có thấy đường, không có thấy cái đèn đèn xanh gì đâu nữa. Đó thì hỏi sao mà chạy, thấy không? Cho nên chạy cái này nó cho chạy tốc độ 80 km/h mà cuối cùng đâu có chạy được nổi đó. Gần gần á thì mới thấy được đường thôi, mới thấy được xe thôi, còn xa cũng không có thấy được. Các bạn thấy gió mà nó bay tuyết không? Nó, gió mà nó bạc tuyết chứ, nó bạc rồi nó ra ngoài đường rồi lún đường luôn. Đó bây giờ đi tới cái chỗ này là cái hàng, những cái hàng bán xe nó ở chỗ này. Đó các bạn đâu thấy chứ, người ta phải bật đèn lên ta chạy đó, thấy không? Ta phải bật chế độ đèn sáng để cho kỳ như nó thấy cái xe trước, chứ không bao giờ thấy được, nó mù mịt luôn. Thấy cái hàng rào không mà nó lên tuyết gì đó, rồi tuyết nó bạc lên cả cửa luôn, hết thế chưa, ghê gớm chưa, đó không có thấy đường đi lên luôn, đó cái cao vậy đó, thấy không, quá chừng tuyết không đó. Đó. Thấy tuyết không, cửa đó đó, thấy không, thấy tuyết ơi là tuyết không, bảo tuyết rồi. Đó. Thấy không? Quá chẳng đi ông nội, không có đường đi luôn, không có đường đi luôn các bạn ơi. Đó. Thấy không? Nó bạc lên cái nhà luôn, thấy không? Bạc nửa nhà luôn, không có thấy đường đi luôn. Đó. Đó. Đó thấy không? Đó. Tuyết ghê gớm. Lũ nó không có thấy đường đi, bây giờ mình phải đi xúc tuyết đây. Nó lạnh quá là thấy không? Họ lên nhà đó, nó vạc hết, toàn bộ hết luôn. Đó, tuyết trong đạo đường xá ghê không? Đó, đó, các bạn thấy không? Tuyết mà bây giờ không có cái đường mà đi luôn. Nó cao như vậy đó. Đó, giống như là một đống núi gì đó, thấy không? Cao lên nửa hơn nửa người rồi, nó lấp nhà lấp cửa gì đó, quá trần luôn. Năm nay tuyết quá trần luôn, nó bị cái cơn bão tuyết chứ. Thấy đường xá không? Thấy không mà rơi liên tục luôn mấy ngày hôm nay. Trời thì có nắng đẹp cho mình, nó rất là lạnh. Mà mấy cái xe cào tuyết thì nó đi cào với cái đường chính thôi, những con đường giống như những con đường nhỏ nó chưa làm kịp được, tại vì biết bao nhiêu những con đường nó thành thử nó cào không được đó. Trời nắng thì đẹp vậy đó các bạn. Đó các bạn coi giờ mấy cái xe cào tuyết giờ đang chạy nè, chắc nó đang đi cào con đường nhà mình. Đó mấy cái xe cào tuyết lớn như vậy sao, mỗi nào mình đi mình gặp mấy cái xe cào tuyết mình quay cho các bạn coi, nó đi nguyên cả một đường dài luôn. Bây giờ nó đang đi cào một cái đường nào đây, nó chưa bỏ xuống nữa, nó cào. Đó, tuyết quá trần nó đống núi luôn trước nhà mình á. Nó ưu tiên cái nhà mình là có tiệm á, nên nó phải xúc đục bớt đi á. Nó quá đầy nhỉ, nó quá nhiều mà bảo tuyết mà. Đó, rồi nó xúc lên cái xe này nó chở nó đi đâu rồi các bạn ha. Rồi cái xe này đầy thì có xe khác nó tới đó. Nó
đi thành dây chuyền gì đó. Nó xúc lên một cái xe đầy luôn. Đó, nó có nhà mình, nó có khúc này thôi mà bây giờ nó chở là chiếc này là chiếc thứ hai đây. Đó, nó có khúc đằng trước rồi đó. Đó, lạnh có nhà cắt vàng thôi nha các bạn.